Trong 3 ngày tổ chức pháp hội thì các Phật tử chúng ta đến dự và ở tu ở trong chùa, thì chúng ta trong 3 ngày này chúng ta phát tâm ăn chay tuyệt đối ở trong với nhà chùa, còn các vị về nhà thì các vị sử dụng thế nào ở nhà mình cũng được, đặc biệt là không ra ngồi ở ngoài hàng quán để ăn đồ mặn ở trong cái phạm vi ở trong cái khuôn viên của chùa. Vì cũng có một số người dân họ đem họ bán cho những người lái xe và những người khách vãng lai ở phía ngoài cổng chùa, tít phía ngoài ngoài bờ mương. Còn Phật tử chúng ta đi lễ, đi cầu nguyện trong pháp hội thì chúng ta không ngồi ăn ở đó. Còn thì những người lái xe hay là những người khách đi lễ hành hương thì cái đấy là quyền họ. Còn pháp hội chúng ta đến dự thì cố gắng ăn ở nhà chúng ta có thể ăn suốt. Đến chùa thì chúng ta nên ăn chay để cho đàn lễ chúng ta được thành tựu. Còn hôm qua thầy đã nói rồi, trước khi vào pháp hội bạch với Bồ Tát Quan Âm và Địa Tạng, ngài đồng ý rồi là ai mà đến dự pháp hội và cầu nguyện trong pháp hội này mà ăn mặn ở trong cửa chùa là người đó cầu chả được cái gì đâu. Tốt nhất là đi về, tốt nhất là đi về sớm. Không, thầy nói thật đấy, tốt nhất là đi về sớm và đi về chùa khác. Thầy đã phát nguyện như vậy và các ngài cũng hoan hỉ cái điều đó, vì muốn cho ngôi chùa chúng ta thanh tịnh, cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu Phật tử chúng ta vẫn cứ ra ăn thì họ vẫn bán được hàng, mà họ bán được hàng thì dần dần. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.